sống ở thế gian để diễn hài cho mọi người xem nữa. So tương anh người nghệ sĩ đã tài tạm biệt giờ phương xa anh về lại quê hương lo công hiến cho đời những vở diễn hài những bản tình ca lãng mạn và những cung đàn nâng đỡ đàn em, ai cũng thương anh vì anh hiền lành vui tâm. Người vợ hiền chung thủy vẫn đợi chờ anh không héo hắt mỏi mòn, dính biệt trần gian.